nó nhiều chú. Ừ, bữa nay ghẻ ha. Ghẻ hơn hôm qua. Quýt hả? Ờ, nhiêu ký? À, 70. Quá đẹp luôn nè. Cái người bán quýt cũng đẹp nữa. Còn cái người mua quýt thì quá đeo vàng luôn rồi. Chắc cũng đẹp lắm đây. Bán vừa này là qua Tết là kiếm được mấy cây vàng chú? Sáu cây hả? sáu người sáu cây ngượng cây phải không? Trái ngộ ha nè, lên YouTube luôn nè. Ồ, chào các bạn ơi. Rồi trái phật thủ này của chú. Rồi, đẹp quá nè. Này bán trái hay bán ký? Hình như là người ta gãi gạo đây nè. Wow. Cái này là gì? Kim cô nương hả ta? Trái ngộ vậy, trái tên ngộ vậy? Cái giống vậy đó. À, cái giống là kim cô nương ha. Giống. Đâu kim cô nương đâu? Ok vậy. Sao cái mặt bá sức cái gì thì không phải bá chữ lắm phải không? Lại gần bá chữ luôn. Năm mới phát tài nha. Xin chào chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại em đang có mặt ở chợ Long Xuyên. Hôm nay là buổi trưa 29 Tết. Thì em cứ nghĩ là hôm nay ở Long Xuyên rất là vắng nha. Nhưng thật sự ở đây hiện tại bây giờ là đông cực kỳ luôn. Thì em mời chú anh chị và các bạn đi vào chợ Long Xuyên, đi chợ cùng em buổi trưa ngày hôm nay. Giờ này là khoảng 12 giờ trưa của chú anh chị và các bạn. À, dưa hấu Tết nè, quá trời nè. Ở đây là dưa hấu không hạt nha cô chú. Dưa này nhiêu ký vậy anh? Nghe nói là 18.000 ký. Rẻ hơn hôm qua là được 4.000. Rẻ hơn hôm qua 4.000. Trái để cho biết này 49 này mà 49 này. Ok, chốt anh luôn. Bữa nay ghẻ ha. Ghẻ hơn hôm qua. Nhưng mà lộc trời là chắc ăn nhất. Lộc trời ha, này của công ty lộc trời ha. Dạ, giống là mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ. Hạt giống mặt trời đỏ. Là nhiêu em trai đẹp trai? 4,5 nhân 18. Đây cô chú anh chị, mặt trời đỏ. Dưa hấu mặt trời đỏ nha. Bữa nay rẻ hơn ngày hôm qua. Bây giờ mình xuống chợ Long Xuyên cô chú. Rất là đông luôn, chào anh nha. Cái không khí Tết nó nhộn nhịp gì đâu á. Thì nhân dịp đầu năm mới, cũng như đầu năm mới của chú, hôm nay là 29 rồi. Thì em xin chúc cô chú anh chị mình các bạn được một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài nha. Hôm nay em sẽ đi quay chợ Tết và ngày mai nữa. Còn mùng 1 thì em sẽ chưa có kế hoạch gì. Mùng 1 thì chắc cũng sẽ không có họp chợ hay không. Thì tới đó thì mình sẽ tính tiếp. Còn hôm nay với ngày mai thì em sẽ cập nhật tin tức về những ngôi chợ quê, đặc biệt là chợ Long Xuyên và những chợ lân cận của Long Xuyên cô chú. Đi ghi hình cho cô chú chị các bạn biết về
cái tình hình chợ Long Xuyên sáng ngày hôm nay là 29 Tết và 12 giờ trưa nhộn nhịp ra sao. Cái này là quýt hay cam? Cái này là cam hay quýt với em? Quýt hả? Ờ, nhiêu ký? À, 70, quá đẹp luôn nè. Cái người bán quýt cũng đẹp nữa. Còn cái người mua quýt thì quá đeo vàng luôn rồi. Chắc cũng đẹp lắm đây. Quýt này là quýt gì? Quýt Hà Giang à. Nó đẹp quá ha, đẹp quá trời. Cái màu nó được rỡ. Bà con sáng trưa ngày hôm nay đi chợ quá trời luôn. Rồi, cảm ơn nha. Hoa với trái cây là rất là nhiều cô chú. Cái đường này là mình đi qua chợ gạo nè cô chú anh chị và các bạn. À, quýt Hà Giang thì cái màu nó đẹp hơn quýt hồng. Quýt hồng thì cái màu nó không được đẹp bằng. Hôm nay là 29 Tết, 12 giờ trưa mà kéo nhau đi chợ quá đông, quá nhộn nhịp. Lúc nãy thì em có chạy xe ngang, em gặp khung cảnh mà kẹt xe cô chú, cực kỳ long luôn nha, khoảng 10 phút á kẹt xe. Giờ này thì bớt kẹt xe hơn lúc nãy rồi. Mọi người buôn bán tấp nập quá. Ở dưới này vắng này chút. Cách đây khoảng 20 phút là đông lắm. Dưa hấu nè. Bưởi, dưa hấu. Ở đây bán quýt. Những cái xe này là người ta chở đi giao sỉ á cô chú. Nè, những cái xe như vậy nè là chở đi giao sỉ nè. Đây là chợ Long Xuyên cô chú anh chị. Cái lượng người lúc nãy thì đông hơn bây giờ cô chú. Bây giờ em sẽ đi xuống dưới chợ Long Xuyên một vòng nha. Còn một bờ cái đường bên kia đó, gần bến phà Ô Môi á, bán rất là nhiều luôn. Quýt này năm nay là được giá và màu sắc là đẹp luôn nè. Quýt Hà Giang. Quá nhộn nhịp. Đây có hoa cúc rồi cô chú. Quá nhộn nhịp cô chú. Mình nghe cái anh mà bán quýt ở lúc đầu mình đi ngang á, anh nói là ngày mai đông mới nhiều, giờ này thì không đông gì mấy hơn ngày mai 30 là đông gì lắm luôn á.
thì em sẽ cố gắng để ngày mai em ghi hình được cái khung cảnh mà đông nhất của chợ Long Xuyên để gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Rồi bây giờ anh đi bên trái nha, đi qua chỗ khu vực bán chợ Tết ở gần bến phà Âu Môi. Tranh thủ thời gian đi nhanh để bắt được khoảnh khắc đông người nhất để gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ em sẽ đi ra ngã tư đó và đi cái đường Bạch Đằng đi xuống. Ở phía bên đây là chợ gạo của chú anh chị. Chợ gạo của Long Xuyên nè. Vậy này cũng vắng rồi nha. Khu vực này thì bán cũng rất là nhiều nè. Bán giữa đường luôn. Đây bán cá nướng. Hoa. Giờ này giảm người nghe cô chú, lúc nãy đông lắm luôn. Bán quá đẹp luôn. Những cái khu vực này người ta thuê mặt bằng rất là cao chú. Một cái Tết gì là mấy triệu bạc á cô chú. Thuê mặt bằng bán. Trái cao mà màu vàng quá đẹp luôn. Này có mấy trái trái mãng cầu, trái mãng cầu ta, mãng cầu gai chứ, mãng cầu gai của chú. Đoạn đường này là bán mứt trái cây là quá nhiều luôn. Chúc mừng năm mới. Mười lăm k.
ký. Bữa nay là xả vàng lắm phải không? Xả vàng vậy luôn. Ôi ở dưa màu đẹp quá nè. Quê ở đâu? Ở đây ở Long Xuyên ha. Dạ. An Giang đắc bờ người. Rồi chào anh nha. Dạ. 15k anh chị em ơi. Xả vàng gì em anh mấy chị ơi. Dưa hấu Thái Lan không hả? Về về ăn Tết hả chú? Anh chị em ơi. Bán dưa này là qua Tết là kiếm được mấy cây vàng chú? Dưa hấu Thái Lan không hả? 6 cây hả? 6 người 6 cây. 6 người 6 cây, người 1 cây phải không? 15k anh chị em ơi. 2 chỉ riêng. 2 chỉ riêng. Dưa hấu Thái Lan không hạt. 6 người đàn ông là 1 cây riêng phải không? Trừ cây riêng của mình. Rồi 2 chỉ riêng nữa. 2 chỉ đó là đi lã. Dạ, chào chú. Dạ, dạ. Chú vui quá. Vừa bán rồi còn sau cùng là bán xả ra bán lỗ không đâu coi. Dạ. Hấu Thái Lan không hạt 15k anh chị. Còn ngày mai nữa mà chú. Ngày mai nữa nhưng mà mình nhà xa. Thì xả trước không? Xả trước cho nhanh, cho hết. 15k anh chị em ơi. Dạ. Bye bye chú nha, nhà mới phát tài nha chú. Rồi. Dạ. Hấu Thái Lan không hạt 15k anh chị em ơi. Rồi bưởi nè cô chú. Bữa đi chào anh thì bữa ngon quá cô chú. À, nhìn đó đẹp hơn 90, ở đây là 50, ở đây 50 đúng không? À, trong đó nó đẹp hơn nữa cô chú. An Giang đắc vào người. An Giang đắc vào người. Ok, đăng ký ủng hộ nha. Hey. Này quýt gì? Quýt Thái phải không? Rồi quýt Thái luôn. Ủa có trái gì ngộ vậy chàng? Trái Phật tử anh. Trái gì? Trái Phật hữu. Trái Phật hữu à. Trái Phật hữu của chú. Trái Phật hữu khác là trái dưa khác đó phải không? Khác anh. Hai trái khác nhau. Dưa nhỏ xíu. Còn này là trái Phật hữu của chú anh chị. Cho mình cầm nha, cho mình cầm nha. Ô ô. Cái trái ngộ ha. Nè, lên YouTube luôn nè. Ô, chào các bạn ơi. Rồi, trái Phật hữu này của chú. Rồi, đẹp quá nè. Này bán trái hay bán ký? Dạ bán trái. Bán trái nhiêu tiền? Tùy theo trái anh. À, tùy theo trái. 40. À tùy theo trái. Rồi, cảm ơn nha. Bye bye. Dạ. Dừa cô chú ơi. Đây dừa rồi dưa hấu. Có dừa gọt sẵn luôn cô chú. Dưa hấu Thái luôn. À, đoạn đường này thì buổi tối lúc mấy ngày trước mình có ghi hình đó cô chú. Là cháo đêm, cháo trắng, cháo đậu rất là ngon. Bán cái là nhộn nhịp sáng đêm luôn á, bán tới khuya luôn á. Tết này là bán tới khuya luôn á. Ở trên này trái dừa nè cô chú. Trái dừa nhỏ xíu nè. Nó giống giống như trái Phật hữu mà nó khác, cái là nó dư ra một cục. Thường là người ta trưng Tết. À, rất là đẹp. Ý nghĩa là dư giả cô chú. Ôi có nguyên bầy bồ hông bồ câu nó ăn kìa. Ai cho nó ăn hả ta? Nó dạng quá. Nó dạng người quá chàng luôn kìa. Đi lại gần mà nó không sợ luôn nè. Hình như là người ta gãi gạo đây nè. Oh. Wow. Ta gãy gạo này cái nó bù lên ăn. Bồ câu này chắc bồ câu gừng ở cô chú anh chị. Không ai nuôi hết chứ.
lụm cái cơm đó các cô chú, ta cho ăn cơm, cơm gạo rồi đó. Lụm. Rồi em đi xuống cái đường mà gần bến phà Ô Môi cô chú, rồi mình vòng qua chợ Long Xuyên luôn nha. Nãy giờ ghi hình mấy chú bồ câu tượng trưng cho hòa bình đó. Hello. Chụp hình đi, chụp hình đi. Sao là sao chị? Yeah. Bán là phải có lợi mới được. Quá mừng ông lại ơi. Rồi ông lại coi. Này vô bằng kim hả? Ồ đẹp quá. Sao? Kim cô nương hả? Kim cô nương. An Giang đắc vào người. An Giang đắc vào người. Cái này là gì? Kim cô nương hả ta? Trái ngộ vậy, trái tên ngộ vậy? Cái giống vậy đó. Cái giống là kim cô nương ha. Giống mới. Là nó bà con với bằng kim phải không? Bà con với nhau là kim cô nương. Bữa nay đi chợ Long Xuyên gặp kim cô nương. Kim cô nương đâu? Kim cô nương đâu? Ok vậy. Sao cái mặt bá sức cái gì không? Bá chữ lắm phải không? Lại gần bá chữ luôn. Rồi có ai không? Tôi qua tôi đây nha. quay cặp với cặp máy yêu nhau á. Rồi chào chú ơi. Rồi bye bye anh chị nha. Bye bye. Năm mới phát tài nha. Quá vui cô chú ơi. Đây bán hoa dọc luôn. An Giang đắc vào người anh trai. An Giang đắc vào người. Dạ, có gì ủng hộ em nha. Dạ, em mới làm à. Dạ, được gần 10.000 người đăng ký rồi. Dạ. Dạ, năm mới phát tài nha. Dạ, dạ, dạ. Rồi chào mấy anh nha. Dạ. Ở đây bán hải sản cô chú, hải sản Quỳnh Châu này. Quá tràn lớn luôn. Dựa hải sản Quỳnh Châu. Ở đây phà Ô Môi nè cô chú.
chủ nhà lúc nãy ở chỗ khu vực bán cá thì bắt nhạc lớn quá cho nên mình phải tắt máy ra. Mình đi vòng qua đây. Chào cô chú, bây giờ em mới vừa từ chợ gần bến phà Ông Mô em đi ra. Khu vực dưới này là khu vực chợ Sỉ Trái Cây cô chú. Wow. Sỉ Trái Cây rất là nhiều. Rồi bây giờ cái video của em đến đây xin khép lại cô chú anh chị và các bạn. Nếu thấy ý nghĩa thì hãy cho em một cái đăng ký kênh và chia sẻ video giùm em cô chú ơi. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn nha.